Ô tô kẹt chân ga là tình huống bạn đạp ga bị kẹt cứng khi xe đang di chuyển. Lúc này, người lái không thể kiểm soát chân ga, không thể tăng giảm ga như bình thường. Có nhiều nguyên nhân xe bị kẹt chân ga như hệ thống phần mềm xe bị lỗi, bướm ga gặp vấn đề, lo sợ hồi vị bàn đạp ga bị yếu hoặc hỏng. Ngoài ra cũng có thể do chân ga bị vướng, mắc kẹt bởi một số đồ vật nào đó trên sàn xe như thảm lót sàn, chai nước, thậm chí điện thoại di động. Tuy xe ô tô bị kẹt chân ga là một trong các lỗi xe ô tô khá hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm. Nếu không xử lý đúng cách và kịp thời, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Người lái khi rơi vào tình huống này thường bối rối, nhiều khi mất bình tĩnh hoảng loạn. Dẫn tới xử lý kẹt chân ga không đúng cách có thể gây ra những tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Vậy phải làm gì khi xe bị kẹt chân ga? Hãy cùng theo dõi trong video dưới đây. Cách xử lý khi xe bị kẹt chân ga không quá phức tạp, chỉ cần bình tĩnh thực hiện các bước giảm tốc độ đúng cách là có thể nhanh chóng dừng xe an toàn. Đầu tiên, bạn nên bật đèn báo khẩn cấp, nút tam giác màu đỏ trên bảng tâm lô. Khi gặp bất kỳ tình huống nguy hiểm hay mất kiểm soát nào, bước đầu tiên cũng nên bật đèn báo khẩn cấp để thông báo cho các phương tiện khác đang cùng lưu thông trên đường chú ý. Thứ hai, dùng mũi chân phải nâng bàn đạp ga. Khi phát hiện ô tô bị kẹt chân ga, hãy thử dùng mũi chân phải nâng bàn đạp ga lên. Cách này sẽ giúp người lái kiểm tra nhanh xem có vật dụng gì mắc kẹt phía dưới bàn đạp ga hay không. Hoặc trong trường hợp lo sợ hồi vị bàn đạp ga bị yếu, thì nếu may mắn động tác này có thể giúp nâng bàn đạp ga lên. Nếu nâng được, xe có dấu hiệu giảm tốc thì chú ý quan sát trước sau, từ từ đưa xe tấp vào lề. Thứ ba, gạt cần số về N. Trong trường hợp đã thử nâng chân ga nhiều lần nhưng vẫn bị kẹt cứng thì nhanh chóng gạt cần số về N. Điều này sẽ giúp ngắt chuyển động từ động cơ xuống bánh xe để ô tô tự trôi theo quán tính. Lưu ý với xe số sàn, phải đạp chân côn trước khi chuyển cần số về N. Khi xe đang chạy tốc độ cao mà đột ngột chuyển về N, có thể xe sẽ gầm lên vì vòng tua máy tăng cao. Thứ tư, đạp phanh. Sau khi chuyển cần số về N thì đạp phanh đều đều để hãm xe, giảm tốc độ từ từ, cẩn thận quan sát đưa xe tấp vào lề an toàn. Thứ năm, tắt máy xe và gọi cứu hộ. Khi đã đưa xe được vào lề và dừng hẳn thì mới tắt máy xe rồi kéo phanh tay. Gọi cứu hộ được kéo xe về gara kiểm tra, tuyệt đối không cố khởi động lại xe hay tự lái xe đi tìm chỗ sửa chữa. Thứ sáu, không tắt máy khi xe đang chạy. Nhiều người khi thấy xe kẹt chân ga thì mất bình tĩnh, theo quán tính là đặt tắt máy xe. Cách xử lý này rất nguy hiểm vì không chỉ không cải thiện mà còn dễ đẩy tình hình đi xa hơn, trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi tác động cơ sẽ không làm giảm tốc độ xe, trái lại có thể khiến xe lao đi nhanh hơn nếu đang xuống dốc. Vì khi này, xe không còn được hãm bởi động cơ. Đặc biệt, tắt máy xe sẽ làm vô hiệu hóa hệ thống trợ lực lái, khiến vô lăng bị nặng, cứng và khó điều khiển hơn rất nhiều. Và cuối cùng, đó chính là không kéo phanh tay. Phanh tay chỉ có tác dụng hãm bánh sau, giúp cố định lúc xe đứng yên. Nếu xe đang di chuyển mà kéo phanh tay, hai bánh sau sẽ bị khóa đột ngột dễ gây trượt, dẫn đến xe bị mất lái. Do đó, khi xe đang chuyển động, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không kéo phanh tay, chỉ giảm tốc độ bằng bàn đạp phanh, hệ thống phanh chính. Để phòng tránh xe bị tăng tốc không chú ý do các lỗi cơ học như xe bị kẹt chân ga, hiện nay một số xe được trang bị bướm ga thông minh. Khi thấy chân ga và chân phanh hoạt động cùng lúc, hệ thống này sẽ tự động ngắt hoạt động của chân ga để ưu tiên cho phanh. Kẹt chân ga thường do lỗi bên trong hệ thống ga của ô tô. Do vậy, để phòng tránh, chủ xe phải thường xuyên đưa xe đi bảo dưỡng theo đúng định kỳ mà nhà sản xuất khuyến cáo. Không những hệ thống phanh ga của xe mà toàn bộ hệ thống động cơ vận hành của xe cũng được bảo dưỡng. Và trên đây là toàn bộ những chia sẻ về cách xử lý khi xe bị kẹt chân ga đơn giản và an toàn nhất của D-Pro. Hy vọng video này có ích với bạn. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.